Ukraine bó tay trước tên lửa Nga, phương Tây chỉ hứa suông gửi máy bay cũ từ thời Liên Xô. Các bạn thân mến, năng lực đánh chặn yếu kém chính là lý do Ukraine đang hối thúc phương Tây chuyển tổ hợp phòng không cũng như máy bay chiến đấu theo cách nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, Mỹ thì không dám một mình giao chiến đấu cơ vì sợ trở thành một bên tham chiến mà phải núp bóng NATO, kêu gọi các thành viên viện trợ trước. Ba Lan trở thành nhân tố NATO đầu tiên cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Nhưng đáng tiếc, MiG-29 không phải thứ chính quyền Kiev cần lúc này. Hơn thế nữa, phòng không Ukraine ngày càng tỏ ra kiệt quệ khi không thể ngăn chặn được bất kỳ tên lửa nào từ phía quân đội Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh 24 của Ukraine hôm 16 tháng 3, phát ngôn viên Yuri Ignat đã thẳng thắn thừa nhận, phòng không Kiev không chỉ bó tay trước tên lửa siêu thanh Kinjal mà còn không thể đánh chặn nhiều loại tên lửa khác của quân đội Nga. Ông ấy thừa nhận như sau. Chúng tôi không thể đánh chặn được quả tên lửa đạn đạo Iskander-M nào. Thật không may, loại đạn của Tornado S, tên lửa chiến thuật Iskander-M, KH-22 đều có tốc độ bay rất nhanh và hành trình bay phức tạp, khiến lực lượng của chúng tôi không thể làm gì chúng. Ông Yuri Ignat cho biết thêm rằng, vũ khí chính của phòng không Ukraine là những tổ hợp thế hệ cũ Buk-M1 và S-300 nên năng lực đánh chặn của chúng khá hạn chế. Vì vậy, đối phó với tên lửa tốc độ cao là gần như không thể. Theo New York Times, phòng không Ukraine không chỉ có năng lực yếu kém trong việc đánh chặn tên lửa, mà đối với nhiệm vụ ngăn chặn máy bay không người lái Nga cũng là nhiệm vụ rất khó khăn. Ngoài ra, vấn đề nghiêm trọng khác xuất hiện là kho tên lửa phòng không của lực lượng này đang dần cạn kiệt. Ukraine có thể duy trì nỗ lực phòng không trong bao lâu khi nhiều biện pháp phòng thủ của họ có chi phí đắt đỏ hơn nhiều so với mục tiêu, thay vì cố gắng bắn hạ những máy bay không người lái đang bay đến bằng những khẩu pháo phòng không hoặc vũ khí cầm tay. Các đơn vị phòng không Ukraine lại dựa vào những tên lửa có giá thành rất đắt đỏ. Tờ New York Times dẫn nhận định từ giám đốc công ty tư vấn Morfa của Ukraine, ông Atom Starosiek cho rằng, chi phí để bắn hạ một chiếc máy bay không người lái cao gấp 7 lần giá thành của loại khí tài đó. Cùng với đó, dù hiệu quả rất hạn chế khi đánh chặn tên lửa, nhưng lực lượng vẫn không ngừng phóng tên lửa đánh chặn. Những máy bay không người lái được Nga sử dụng có giá rơi vào khoảng 20.000 đô một chiếc, trong khi các tên lửa đất đối không trong kho vũ khí của Ukraine có giá thành lần lượt là 140.000 đô một quả tên lửa thuộc hệ thống phòng không S-300 và 500.000 đô đối với một quả đạn thuộc hệ thống phòng không NASAMS do Mỹ cung cấp. Lý do được phía Ukraine đưa ra cho việc phóng đạn phung phí là giá thành của những quả đạn đánh chặn đó dù đắt đỏ nhưng không đáng kể nếu so với hậu quả để tên lửa hoặc máy bay không người lái Nga tấn công tự do chúng vào những mục tiêu trọng yếu. Năng lực đánh chặn yếu kém chính là lý do Ukraine đang hối thúc phương Tây nhanh chóng chuyển tổ hợp phòng không Patriot cho nước này. Chúng tôi đang mong chờ việc triển khai hệ thống Patriot càng sớm càng tốt. Ở thời điểm hiện tại, Tổng thống Volodymyr Zelensky đang tích cực nghiên cứu những giải pháp cho nguồn cung ứng nhiều loại khí tài mới của phương Tây. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói hồi đầu tháng 3. Hồi cuối năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói hỗ trợ bổ sung trị giá 1,8 tỷ đô cho Ukraine, gồm cả hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, chưa có tín hiệu tích cực nào cho thấy Kiev sẽ nhận được Patriot như Mỹ đã hứa. Không chỉ vậy, Ukraine bắt đầu vỡ mộng về máy bay chiến đấu mà NATO hứa hẹn. Theo hãng tin RT ngày 17 tháng 3, quân đội Ukraine đã lên tiếng nghi ngờ sau khi Ba Lan tuyên bố sẽ chuyển giao một số máy bay chiến đấu MiG-29 của họ, nhưng cũng nói rằng máy bay cũ là sự bổ sung đáng hoan nghênh nhưng sẽ giúp ích hạn chế, đồng thời yêu cầu thay thế bằng máy bay hiện đại do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết, các máy bay thời Liên Xô không có khả năng thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường. Ngày 16 tháng 3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã thông báo về việc chuyển giao vũ khí sắp tới, lưu ý rằng Warszawa sẽ gửi 4 chiếc MiG-29 đang hoạt động đầy đủ vào một thời điểm nào đó trong những ngày tới. Đợt đầu tiên có tổng cộng khoảng 10 máy bay phản lực. Những chiếc MiG này vẫn đang phục vụ trong lực lượng không quân của Ba Lan. Chúng đang trong những năm hoạt động cuối cùng, nhưng phần lớn vẫn hoạt động bình thường. Tổng thống Ba Lan nói về chiếc máy bay biến thể đầu tiên được đưa vào phục vụ ở Liên Xô vào năm 1983. Mặc dù trước đó, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết việc giao hàng có thể mất tới 6 tuần, nhưng với tuyên bố mới nhất của ông Duda cho thấy thời gian chuyển giao có thể diễn ra sớm hơn. Hiện vẫn chưa rõ các máy bay phản lực sẽ được vận chuyển qua biên giới như thế nào và khi nào chúng sẽ đến Ukraine. Về phía chính quyền Kiev,
mặc dù gửi lời cảm ơn về những vũ khí do Ba Lan vừa thông báo viện trợ, nhưng cũng cho biết rằng máy bay Liên Xô sẽ không đủ cho những gì Ukraine cần. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Ignat lưu ý rằng những máy bay này không có khả năng thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường. MiG sẽ không giải quyết được các nhiệm vụ. Chúng tôi cần những chiếc F-16, ông Yuri Ignat nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng trong khi những chiếc MiG sẽ giúp tăng cường khả năng của chúng tôi, thì Ukraine cần máy bay đa năng của phương Tây để giành lợi thế trước kẻ thù. Moscow vẫn chưa đưa ra bình luận nào về việc chuyển giao MiG, nhưng đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài xung đột và khiến cho một giải pháp thương lượng là không thể. Bất chấp những yêu cầu liên tục của Ukraine đối với máy bay chiến đấu của Mỹ, Nhà Trắng đã từ chối thực hiện. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên rằng quyết định của Ba Lan không thay đổi tính toán của chúng tôi liên quan đến F-16. Tuy nhiên, Washington đã vạch ra những lằn ranh đỏ tương tự xung quanh các thiết bị quân sự khác trước đó trong xung đột, chẳng hạn như hệ thống tên lửa Patriot, nhưng sau đó đã đảo ngược hướng đi và cho phép chuyển hàng tới Kiev. Warsaw trước đây cho biết họ sẽ chỉ cung cấp máy bay chiến đấu như một phần của liên minh quốc tế, nhưng dường như đang tiến hành kế hoạch một mình. Trong khi Slovakia, một thành viên NATO gần đây đã báo hiệu rằng họ có thể sẵn sàng cung cấp MiG-29 của riêng mình, song đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Chính vì sợ bị Nga xem là một bên tham chiến, mà Ba Lan không dám một mình giao chiến đấu cơ cho Ukraine mà phải núp bóng NATO. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã tuyên bố, mọi quyết định giao vũ khí phải do toàn bộ khối NATO đưa ra, cho nên chúng tôi sẵn sàng giao cho Ukraine toàn bộ phi đội máy bay tiêm kích, nhưng chúng tôi không sẵn sàng làm điều đó một mình. Bởi vì như tôi đã nói, chúng tôi không tham gia vào một cuộc chiến tranh. Nhưng đối với chính phủ Mỹ, quyết định chuyển giao hay không các phi cơ Ba Lan cho Ukraine là thuộc về chính phủ Ba Lan. Nói chung, Hoa Kỳ rất lo ngại về khả năng nổ ra xung đột giữa khối NATO với lực lượng Nga, nếu Tổng thống Putin xem việc giao chiến đấu cơ cho Ukraine là một sự can dự trực tiếp vào cuộc chiến tranh. Như vậy thì làm cách nào để giao chiến đấu cơ được cho chính quyền Kiev? Nếu như các thiết bị quân sự khác có thể được vận chuyển qua đường bộ, thì phi cơ chỉ có thể được chuyển trên không. Nhưng nếu phi công Ba Lan hay phi công nước khác lái chiếc MiG-29 sang Ukraine để giao cho nước láng giềng, thì Warsaw hay nước khác có thể bị xem là tham gia tích cực vào cuộc xung đột. Như vậy, không biết là Ba Lan hay Hoa Kỳ sẽ tìm ra giải pháp nào cho thế bế tắc hiện nay. Cũng chính theo cái logic ngăn chặn cuộc chiến tranh nhưng tránh trở thành bên tham chiến, theo lời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, mà khối NATO đã từ chối làm theo yêu cầu của Kiev thiết lập một vùng cấm bay trên không phận Ukraine. Lý do rất đơn giản. Để đảm bảo việc tôn trọng vùng cấm bay, NATO buộc phải đưa máy bay vào Ukraine, và như thế thì sẽ bị Nga xem là can thiệp vào cuộc xung đột này. Tổng thống Nga cũng đã cảnh báo là bất cứ quốc gia nào tìm cách đặt lệnh cấm bay ở Ukraine đều sẽ bị xem là một bên tham chiến. Mỹ tỏ ra rất sốt ruột khi chính quyền Kiev không đạt được bất kỳ bước tiến nào trên chiến trường. Bởi vậy, họ đưa ra tuyên bố lạnh tanh rằng Ukraine không còn thời gian để lãng phí. Cụ thể, quân đội Mỹ đang khẩn trương đưa thiết bị đến chiến trường và huấn luyện lực lượng Ukraine để Kiev có thể phản công trước một cuộc tấn công lớn từ Nga, dự kiến vào cuối mùa xuân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu hôm 15 tháng 3 tại cuộc họp trực tuyến nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine đa quốc gia rằng Ukraine không còn thời gian để lãng phí, chúng tôi phải thực hiện nhanh chóng và đầy đủ các cam kết đã hứa. Điều đó bao gồm việc cung cấp xe bọc thép cho chiến trường, cũng như cung cấp phụ tùng thay thế và hỗ trợ bảo trì. Chúng tôi phải đảm bảo rằng các binh sĩ Ukraine được đào tạo, sử dụng các hệ thống mới này càng sớm càng tốt. Khi mùa xuân đến gần, các quan chức Mỹ ngày càng lo ngại về nguồn cung cấp đạn dược, hệ thống phòng không đang cạn kiệt của Ukraine. Moscow và Kiev đang tiếp tục lao vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát Bakhmut, thành phố phía đông nam mà Mỹ không coi là có tầm quan trọng chiến lược. Nhưng Lầu Năm Góc khẳng định rằng, bất kể chiến lược của phía Kiev là gì, Mỹ muốn binh lính Ukraine có vũ khí họ cần để tiếp tục chiến đấu. Nga đã dành nhiều tháng để tấn công Ukraine bằng tên lửa và tìm cách phá hủy, làm cạn kiệt kho vũ khí phòng không của Ukraine. Các binh sĩ Kiev đã mô tả tình trạng thiếu đạn dược rất trầm trọng, bao gồm cả đạn súng cối và đạn pháo. Các quan chức Mỹ ước tính có tới 100.000 lực lượng Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài một năm, bao gồm cả những binh sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất.
Nhiều tổn thất trong số này đang diễn ra ở Bakhmut, nơi cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề. Được lãnh đạo bởi những người lính đánh thuê từ tập đoàn quân sự Wagner, Nga đã bao vây thành phố trong 9 tháng. Các lực lượng Ukraine đã từ chối nhượng bộ với việc Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng bảo vệ Bakhmut là chìa khóa để giữ các thành phố phía đông khác. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gần đây đã nói với các phóng viên rằng Bakhmut chỉ có nhiều giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược. Các quan chức Mỹ đang tập trung hơn vào việc giúp Ukraine sẵn sàng trước một cuộc tấn công lớn của Nga dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 5. Hàng trăm xe tăng và xe bọc thép hiện đại của phương Tây đang trên đường tới Ukraine. Các đối tác của Mỹ và châu Âu cũng đang cung cấp một lượng lớn đạn pháo. Các đối tác của Mỹ và châu Âu cũng đang cung cấp một lượng lớn đạn dược và đạn pháo 155mm mà Ukraine đang cần. Hơn 600 lính Ukraine vào tháng 2 đã hoàn thành chương trình huấn luyện kéo dài 5 tuần ở Đức, bao gồm các kỹ năng cơ bản như thiện xạ, cùng với huấn luyện y tế và hướng dẫn về cơ động vũ khí kết hợp với xe bọc thép. Lực lượng đó hiện đã trở lại chiến trường, và đợt đào tạo thứ hai đang được tiến hành với hàng trăm binh lính Ukraine khác. Các quan chức Mỹ cũng thúc giục Kiev tiết kiệm đạn pháo và khuyên các lực lượng Ukraine nên nhắm mục tiêu xa hơn là xả đạn ồ ạt, đặc biệt là ở Bakhmut, nơi cả Nga và Ukraine đang sử dụng đạn dược với tốc độ chóng mặt. Theo giới chức Mỹ, Kiev vẫn chưa đưa ra được một chiến lược cụ thể nào để đối đầu với Nga, nhưng về cơ bản, họ có hai lựa chọn: tiến về phía nam qua Kherson vào Crimea hoặc di chuyển về phía đông từ vị trí phía bắc rồi sau đó đưa quân về phía nam cắt đứt cầu nối đất liền của Nga. Tuy nhiên, lựa chọn đầu tiên là không thực tế vì Nga đã đào tạo tuyến phòng thủ ở phía đông sông Dnipro và Ukraine không có nhân lực cho một chiến dịch đổ bộ thành công chống lại lực lượng đó. Các quan chức Mỹ cho rằng lựa chọn thứ hai có nhiều khả năng hơn. Ngoài việc gửi vũ khí và huấn luyện, các tướng lĩnh cấp cao của Mỹ đã tiếp đón quan chức quân đội Ukraine ở West Baden của Đức trong tháng này để tham gia một loạt các cuộc tập trận nhằm hỗ trợ Kiev trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Washington đang nghiên cứu những cách khác để tăng cường lực lượng không quân Ukraine, bao gồm cả việc cố gắng trang bị tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến cho những chiếc MiG-29 từ thời Liên Xô và đánh giá kỹ năng các phi công Ukraine. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!